Chúa Nhật thứ năm thường niên 5A. Đọc bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaiah. Này đây Chúa phán: Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế sự sáng của ngươi tỏ ra như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng. Công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời, ngươi la lên, Chúa sẽ phán: Này ta đây. Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm dọa, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thánh Vịnh 111. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngày lành. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngày lành. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngày lành. Đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngày lành. Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngày lành. Kẻ túng nghèo họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Uy thế họ vươn cao rực rỡ, giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngày lành. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan. Tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em. Lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giải bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. 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 Tôi
phải tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất, nếu muối đã là người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại, muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.